Hi, chào tất cả các bạn. Thì hôm nay thủy triều rút cho nên mình ra bãi sau Vũng Tàu, mình đi bắt cá đuối và mực nang. Đây, các bạn nhìn thấy phía sau lưng mình đó chính là bãi sau của Vũng Tàu. Thời gian gần đây thì thành phố trang bị những cái đèn công suất rất là lớn chiếu ra biển, cho nên là chúng ta có một cái bãi biển ban đêm nhìn rất là sáng. Cả bãi sau lẫn bãi trước đều có đèn. Đây, phía sau lưng mình là biển. Các bạn thấy rằng là tiếng sóng vỗ rì rào đó. Hôm nay mình sẽ ra phía Hòn Bà. Đây, cái phần có đèn đó chính là Hòn Bà đấy. Mình phát hiện ra là Hòn Bà họ sử dụng máy phát điện. Lâu nay cứ thắc mắc là không biết là nước biển như vậy rồi dây dẫn dần điện ra như thế nào. Hóa ra là trên đấy có máy phát điện. Thì máy phát điện không liên quan gì đến video của chúng ta cả. Hôm nay chúng ta sẽ đi bắt cá đuối và mực nang. Và bắt cá đuối và mực nang như thế nào thì mời các bạn theo dõi video. Đây là đồ nghề của chúng ta này các bạn. Ở đây thì mình mang theo một cái xô vợt để chúng ta bắt này. Cá đuối nó có cái gai độc, nó đâm rất là nguy hiểm, cho nên là chúng ta phải có dụng cụ để bắt nó. Cái này là để lát nữa mình sử dụng, mình bẻ cái gai của nó. Cây này là để chúng ta bắt cúm này. Hôm trước mình đi ra biển mình có một bạn fan, bạn ấy tặng cho mình. Và một chai nước để mình rửa tay. Hoặc là không may mà nước biển nó dây vào trong thiết bị á, chúng ta sẽ rửa thiết bị cho nó khỏi hư các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến về phía Hòn Bà nhé. Đây, chúng ta sẽ tiến ra ngoài kia. Ở ngoài đấy có những cái vũng nước. Đây, chúng ta sẽ gặp những cái vũng nước như thế này. Nhưng mà vũng nước này thì quá bé các bạn. Phải là một cái vũng nước to hơn, sâu hơn. Bởi vì những cái vũng nước này nhỏ quá cho nên là cá nó thường không lưu lại. Hoặc nếu nó có lưu lại thì những người đi trước có thể họ đã bắt mất. Do đó là chúng ta tiếp tục đi tìm những cái vũng nước sâu hơn nhé. Đây, các bạn thấy rằng ở đây có các bác đang giăng cá đối này. Bên kia thì có một anh đang đi dò vàng, dò nhẫn, đồng hồ, các cái kim loại quý mà du khách tắm biển bị rơi ra ấy. Đây, các bạn thấy rằng là các bác ấy bắt được cá đuối này. Các bạn thấy có con mực nang không? Cá đục. Đây là các bạn. Ở đây thì mình đã tìm thấy một cái vũng nước đạt yêu cầu. Nó khá là lớn luôn. Hiện tại thì nước nó chưa rút sâu cho nên là nó vẫn chưa bị cô lập. Đây, các bạn nhìn thấy rằng là cái quy mô của nó trải dài sang bên này. Một lát nữa khi mà nước nó rút sâu ấy thì nó sẽ bị cô lập thành một cái vũng nhỏ thôi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta có thể lội nước để chúng ta đi soi được rồi. Đây, hiện tại thì nó vẫn đang còn thông với biển ở cái đoạn này này. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cầm vợt nhé. Xô chúng ta để trên bờ cho nó gọn. Vợt này là cây vợt gấp. Đấy. Mình mua ở cửa hàng Tuấn Hàng Xanh ở trên Sài Gòn ấy. Đấy, nó khá là gọn. Ở chỗ này á thì nói chung là nó nông, nhưng mà có một cái khu vực ở bên kia thì nó khá là sâu. Nó trũng xuống. Cá nó thường tập trung ở chỗ đấy và thường nó không bị bắt là do vậy. Đây, trong lúc mà lội nước thì mình phát hiện ra có cua đá này các bạn. Các bạn thấy cua đá không? Có cả cá hường nữa. Mình sẽ bắt nó vô cho các bạn xem. Đây, chúng ta bắt được sản phẩm đầu tiên. Không phải cá đuối hay mực nang mà lại là cua đá. Thì khi đi lội nước như thế này thì có rất là nhiều những cái loại hải sản. Chủ yếu là cua,
có thể có cả ghẹ. Đấy thì các bạn vẫn có thể bắt được nhé. Để mình xem con cua này có khai thác được không. Cua khai thác được là cua to và không có trứng. Như con này thì chắc là nó đang có trứng à. Ấy. Đây, con này đang có rất là nhiều trứng nè các bạn. Con này cắp rất đau cho nên là phải hết sức cẩn thận nhé. Đây, mình sẽ lấy ra review cho các bạn xem. Ây, nó cắp xém trứng mình rồi. Đây, con cua đá, cua xanh. Các bạn nhìn thấy rằng là nó có một cái bụng với hàng trăm nghìn quả trứng ở đây. Rất nhiều. Con này mình review cho các bạn xem nhiều rồi. Đó. Như con này có trứng thì chúng ta nên tha, bởi vì nó sẽ sinh sản ra nhiều cua hơn. Các bạn lưu ý rằng là nó thường trốn ở dưới những cái viên đá như thế này. Đấy. Hoặc là những cái vùng nào cát nó bơi ra từ viên đá thì thường là cái con cua này nó sinh sống. Ở đây mình phát hiện ra có con cá gì đó này. Nhìn giống cá rô phi. Bắt cho các bạn xem. Không biết là cá gì. Đấy, mang vợt đi mà chưa chắc đã bắt được cá nhá. Không dễ ăn đâu. Đây, giống y hệt cá rô phi. Các bạn nhìn thấy không? Này, không nhẽ cá rô phi lại sống được ở biển. Hay là con cá tráp nhỉ? Này, các bạn thấy giống cá rô phi không? Chắc chắn con này đang còn nhỏ, đang còn lớn nữa. Đấy, mục tiêu hôm nay chúng ta bắt cá đuối để làm lẩu cá đuối và mực nang. Cá nó hơi tanh nên là mình không lấy. Nhưng mà review cho các bạn xem cá nhé. Đấy, mang theo vợt đi chúng ta sẽ làm được nhiều việc đấy. Ở đây có những cái con cá nhỏ nhỏ nó bơi này. Có thể nhiều bạn đến Vũng Tàu lần đầu tiên rất là lạ lẫm với những cái sinh vật này. Mình thì thấy nó quá bình thường rồi. Đây, thì mình sẽ bắt cho các bạn xem coi nó là con cá gì. Con này là con cá đối. Con cá đối đang còn nhỏ. Đây, chúng ta sẽ cùng quan sát cận cảnh. Nó là cá đối con. Phải cá đối không nào? Đây. Con này thì nó lội nước và nó nhảy rất là giỏi. Con này thì thường phải dùng lưới chúng ta đánh bắt. Không câu bằng mồi thông thường được. Chúng ta sẽ sử dụng bột mì để chúng ta câu vào trong cái ống. Đấy, cá đối con. Đây nhá, nó có thể đạt được đến cái kích thước lớn hơn. Như con này thì đang còn rất là bé. Đây, cho các bạn xem hình dạng của nó như vậy. Con này đang còn rất bé. Đấy, nó chỉ bằng cỡ cái ngón tay út của mình thôi. Đây. Rất là loi nhoi. Thôi, không nghịch nữa. Trăng hôm nay rất là đẹp. Có cái màu rất là đặc biệt các bạn. Trăng tròn. Đây, mình vẫn đang lội nước. Hiện tại thì nước vẫn khá là sâu. Xung quanh chúng ta thì có các bác ngư dân hoặc là các bạn khách du lịch hoặc người dân bản địa cũng đang đi bắt hải sản. Chúng ta tiếp tục lội nước và chờ cho đến khi mà nước rút, nó chỉ còn lại một cái vũng thì chúng ta mới có thể bắt được mực nang và cá đối. Hiện tại thì nước quá sâu để chúng ta có thể quan sát thấy đáy. Ở đây có một tấm lưới của các bác ngư dân, nó bị hỏng cho nên là bị bỏ lại. Đây có một chú cá nhỏ này mắc vào. Con này theo quan sát nó giống như cá đù. Bởi vì nước còn khá là sâu, do đó là mình sẽ di chuyển sang một cái vũng nước khác. Theo mình quan sát thì ở đây có hai cái vũng nước đủ lớn để chúng ta có thể bắt hải sản. Ở đây mình thấy một bác đang đi bắt cúm này các bạn. Đây,
Ở đây thì bác cũng bắt được cua đá này, cấm. Tuy nhiên là cấm ở chỗ này thì nó không được to. Đấy, cho nên là nếu bạn nào ra Hòn Bà các bạn muốn bắt cấm to thì các bạn chịu khó đi ra phía sau của Hòn Bà. Các clip trước mình quay cho các bạn xem là toàn ở phía sau, đó, chỗ mấy cái đèn đi ra sau nữa. Đây, mình đang băng sang phía cánh phải của Hòn Bà. Nếu mà chúng ta nhìn từ ngoài vào, khi mà đi vào Hòn Bà sẽ có rất là nhiều đá trơn trượt, nên là các bạn đi cẩn thận. Chúng ta sẽ bước chân vào những cái khe như thế này thì sẽ không lo bị trượt chân. Đấy. Nếu mà bắt buộc phải dẫm lên đá thì các bạn dẫm lên những cái viên đá mà có cái bề mặt nó như thế này, nó rất là thô ráp, đấy, có nhiều cái vỏ hào, thì những cái bề mặt đá đó nó sẽ rất là ma sát. Còn những cái viên đá mà nó nhẵn nhẵn như thế này, nó rất dễ bị trượt chân, rất là nguy hiểm. Đây, mình đang tiến đến cái vũng nước tiếp theo của chúng ta. Cái vũng nước tiếp theo của chúng ta thì trước mặt chúng ta đấy các bạn. Đây, đây là Hòn Bà nhá. Đây là cái vũng nước. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục lội nước xem có sản phẩm không. Theo mình quan sát thì nước ở bên này vẫn còn rất sâu. Nói chung là chúng ta vẫn phải chờ. Sang bên này thì mình thấy có mấy cái con cá màu xanh xanh nó lội rất là nhiều. Đây, bởi vì là nước vẫn đang còn sâu nên là mình quyết định lại quay lại vũng nước đầu tiên các bạn. Có vẻ vũng nước đầu tiên nó dễ làm ăn hơn. Ở đây mình phát hiện ra một cái vũng nước mới này, trên đường trở về cái vũng nước đầu tiên. Đây là cái con cá màu xanh xanh. Khi mà các bạn lội nước nó thường nhảy lên chân. Thì mình vớt lên một con cho các bạn xem mặt mũi của nó trông như thế nào. Đây, con cá đó cầm cái người nó cảm giác nó khá là cứng. Cái con cá đó thì mình không biết tên. Đây, cho các bạn xem. Nó rất là bé thôi. Con này nó thường là nhảy lên khỏi mặt nước này. Đấy. Ok. Con này thì mình không lấy. Ở đây mình thấy có bác này đang đục hào này các bạn. Đây. Chúng ta xin chúng ta quay nhá. Này là chú ra lâu chưa? Không, nước cạn mới có, hào này nước cạn mới có mà. Ở à, kia dạ. Nó nước chưa cạn thôi. Cái này là nguyên con hào luôn đấy ạ. Đấy, nguyên con. Đây, con hào này các bạn. Ủa, cái con này nó mập chú nhỉ? Nó khá là mập. Đây, chú vừa mới đục được thêm một con nữa này. Con này chú vừa mới đục này. Đấy. Thông thường nó dẹt dẹt. Con này nó mập mập. Đấy, các bạn thấy rằng là nhìn nó không khác gì cái cục đá luôn. Biển này, hào biển này nó ăn không tanh bằng cái hào Long Sơn tanh đá. Hào Long Sơn, hào này còn sống được mà ở đây mình còn dỡ ra đặt con nào ăn con đó. Còn hào Long Sơn dám ăn. Nhưng mà hào này ăn sống cháu nghe nói là có vi khuẩn.
vi khuẩn ăn thịt người. Cái này là nó sát trùng mà lo gì. Dạ, cho nên là chắc cũng không nên ăn sống đâu. Đọc chú cho cháu xem chú phát hiện nó như thế nào. Làm sao mà chú phân biệt được nó với lại đá? Nó quen mắt. À, đây các bạn thấy tài không? Nhìn nó y hệt như là cái viên đá. Dụng cụ đục hào thì chúng ta cần một cái đục và một cái búa. Rất là đơn giản. Đây. Wow. Rất là hay luôn. Con bự đập con nhỏ không đập. Rồi. Con bự đập con nhỏ. Đây các bạn thấy so với bàn tay của mình thì kích thước nó như vậy. Con nhỏ quá không đập. Rất hay phải không các bạn? Đấy, ở đây có các cô chú, có cô chú thì chuyên đi đục hào, có cô chú chỉ đi bắt cùng cục, có người thì bắt cúm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển nhé. Chúng ta sẽ ra cái vùng nước. Không biết nhé. Giải mã con này coi. Nếu như con xám nhỉ. Giải nhúc con xám. Xuống nước nó bò ghê lắm. Em quay, em quay. Nó bò như rắn vậy. Hay rắn không? Hay là... Hay là rắn cũng đúc. Không, rắn. Cái rắn. Ở đây có anh phát hiện ra cái sinh vật này. Nhìn nó rất là dị luôn các bạn. Nhìn sinh nó rất này lạ luôn á. Trước giờ chưa thấy á. Ở đây có cái con cá xinh xanh hồi nãy nó tự nhảy lên bờ luôn này các bạn. Đây, mình quay lại cái vũng nước đầu tiên của chúng ta rồi. Bây giờ nước cạn hơn một xíu rồi. Và hiện tại thì nó không thông với biển nữa, cho nên là nó đã được cô lập thành một cái vùng nước riêng biệt. Đây các bạn nhìn này. Nãy ở đầu kia là nước biển nó còn thông vào. Sau khi mà thủy triều rút thì những cái phần nhô cao nó sẽ cô lập cái vùng này lại. Ở đây thì mình bắt được một con cá. Một con cá đối. Kích thước cũng tương đối này các bạn. Đây. Chúng ta bắt được một con cá đối chính xác rồi. Cá đối hồi nãy là mình quay cho các bạn là con. Khi nó to hơn một xíu thì nó như thế này. Và có thể nó còn to nữa, tùy thuộc vào cái loài cá đối. Ví dụ như cá đối bùi nó có thể to như cái bắp tay luôn. Con này nó bị yếu rồi. Đây mình sẽ bắt nó lên cho các bạn xem. Đây là con cá đối nhá. Đấy, rất dễ nhận diện. Như cá đối như thế này thì khai thác được rồi. Nhưng mà hôm nay chúng ta đi bắt cá đuối, nên là chúng ta không lấy. Review cho các bạn xem thôi. Đó, nó rất là quẫy. Có cá rồi. Có con cá gì đây nè. Đợi em xem nào. Đó đó, bây giờ sọc luôn thấy không? Học xuống cắn bỏ cho. Cá trình YouTuber mình coi hoài. Cá trình á, bắt được. Thì anh giờ có con cúm anh có cái cây gì không? Cá này sao bắt cái trình nữa nè. Ở đây có cái trình của mình. Kê có nè. Đây rồi. Con cái trình đây con. Đúng rồi. Mà sao bắt đây là? Tu lượm được đôi dép luôn. Hả? Trong á. Con cá trình có ăn đâu bắt chị anh. Không ăn bạn. Đúng rồi, bữa không ăn đi. Dép đâu rồi, dép của Trang đâu rồi? Dép bên kia kìa. Ghê thì con này nó kẹp cốc điếng luôn á. Đây coi. Nó đúng là con đồ này đúng. Đâu con cá trình đâu? Cái này kìa, cái nguyên của mình nó kìa. Bự không? Bự, con này bự. Bự
dài lắm. Nó dài lắm. Trời ơi, đúng rồi, cá trình. Cá trình nó bự lắm, nó dài lắm. Đây. Đó. Chui vô ngang rồi. Chui vô ngang rồi thằng này. Sang bên cái vũng nước này thì mình phát hiện ra có cua đá này các bạn. Ở đây mình thấy có hai con. Đây, mình đang đè nó xuống. Cua đá bắt phải khéo chứ không là nó sẽ cắt. Cho nên là mình đè chặt nó xuống. Đây. Ở đây có một con cái đang mang trứng như hồi nãy. Đấy. Nãy giờ mình bắt được hai con to rồi nhá. Nhìn thế này là to rồi đấy các bạn. Còn một con nữa. Đây, trong vợt mình luôn. Mình thấy hai con đó đứng chạm mặt nhau. Không biết là có ý gì trong cái giao tiếp của nó. Ui, con này nó ngoan quá. Nó giơ càng lên là mình bảo vệ tay mình trước. Rất là hung hăng. Con này con đực này, hồi nãy là con cái. Vậy là đây vợ chồng nhà cua. Đấy. Nó có một cách tự vệ là nó sẽ vui mình xuống cát như thế này. Nên là nhiều khi chúng ta lội những cái vùng nước, chúng ta không thấy gì cả, một lúc sau quay lại thì chúng ta lại thấy. Đấy. Thì những cái con nó ở dưới cát nó chui lên. Đây, các bạn thấy rằng là nó ngụy trang rất hay. Con này thì cắt rất là đau. Đây cho các bạn xem con đực. Con đực thì phải cẩn thận chứ không là nó cắt đau lắm. Con đực thì cái yếm của nó nhỏ. Cho lên trên cạn chơi này. Như con này khai thác được con đực nên là chúng ta lấy bỏ vào xô đi cho nó may mắn. Nãy đến giờ cái xô của mình trống không. Chúng ta không lấy thì lát chúng ta cho du khách hoặc là cho các bác ngư dân cũng được. Con này mình lấy nhá. Có vẻ là hôm nay chúng ta không được may mắn lắm. Hôm trước mình ra chỉ một lát thôi là mình thấy có cá đuối và mực nang rồi. Có lẽ đã qua cái giai đoạn mà chúng nó sinh sản, cho nên là nó không bơi vào bờ nữa. Đây, bỏ vào cho nó may mắn. Rồi, mình tiếp tục đi tìm. Đi là phải hết sức chậm rãi. Bởi vì hôm nay gió, đấy các bạn thấy rằng là gió nó thổi cho nên là cái mặt nước nó không được phẳng. Nhìn nó khá là khó, dễ bị ảo giác. Đấy, cho nên là đi chậm rãi và nhìn cho kỹ, hạn chế làm khuấy bùn lên. Rồi, mình thấy thì mình sẽ quay tiếp nhá. Này các bạn, có mấy thanh niên kia đi bắt hải sản. Đấy, thấy mình không bắt được con gì nên là các bạn ấy bỏ vào xô của mình. Mấy con cấm với con nha này. Nãy mình thấy lại gần xô của mình. Mình tưởng là mấy thanh niên ấy nghịch hay lấy đồ nghề gì. Các cậu ấy bỏ lại cho mình mấy cái con này. Đấy. Ok, thôi được rồi. Để đây thì lát mình không lấy thì mình sẽ thả hoặc là mình sẽ cho các du khách khác nhá. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi tìm.
bắt được nhiều chưa? Nãy tôi kiếm con cá tôi bụt mà nó không thua. Đây này, tôi vớt được này. Cá gì ạ? Cá này là cá xanh xương. À, xanh xanh. Ừ. Cá cái gì kìa? Đây đây nè. Mà nãy tôi cầm cái bụt không kịp. Hôm nay bữa tôi đi mày kiếm cái vọt như vậy mới được. Ừ. Hôm qua bắt được 4 con cá đuối lận ạ. 4 con luôn hả? Ừ. Okay. Mà hôm nay tìm không thấy con nào đâu, ông bắt được con gì nè? Con gì đâu, mấy con mới ra à. Thôi đi bắt đi, tập trung đi bắt đi, không lát nước lên. Mày bắt được con gì chưa? Chưa bắt được con gì luôn ạ. Con gì vậy? Cô ghê cái lống, cô ghê lống. Cô cá đỏ này anh có em vớ này. Cá sơn này, nhỏ quá. Mà có mấy con cá nó chích đau lắm á, đừng có đụng vào nào. Đây này các bạn, tình hình là đi tìm cá đuối và mực nang không có, cho nên là mình đi vớt cá mình chơi, vớt cá mình giải trí. Đây thì mình vớt được mấy loài cá luôn này. Đây, con cá này mình có làm video cho các bạn xem rồi. Con này là con cá bò hòm. Đấy, nhận diện là người nó nhìn giống như cái hòm. Mồm nhỏ, rất xinh xắn. Trên người có giao diện tổ ong. Cầm cảm giác nhất nhất. Đấy, đuôi bé xíu và phân biệt với mình. Bụng nó như thế này. Rất dễ thương luôn. Đây là con cá bò hòm. Con này ăn được nhưng mà quá bé, nên là chúng ta không lấy. Này, xem nó trước khi mình thả nó đi nhá. Đấy, ở đây thì mình còn bắt được một con cá, cá xanh xương. Đây, con cá hòm nó đi rồi. Đây, con cá xanh xương. Con này thì khai thác được này. Con này cũng có quay nhiều cho các bạn xem rồi. Con này mỏ nó rất là sắc, cho nên là nó vướng vào trong cái vợt của mình. Đấy, nó không có ra được. Người nó thì cỡ gang tay. Con này đang còn bé nhá, nhiều con có kích thước khá là lớn. Đấy thì loài này có thể làm gỏi hoặc là ấy đâu nướng rất ngon. Đấy, hình như còn có tên gọi là cá nhái, mỏ rất nhọn. Đấy, con này mà phi với tốc độ cao vào mình có khi là nó sẽ gây trọng thương đấy. Đây à, mắt của nó này, mang cá này, các bạn thấy người nó óng ánh đẹp không? Con này thôi mình bắt chơi thôi, bắt giải trí nên là không lấy. Đây cho các bạn xem, nó bơi. Đấy. Mấy con này nó rất là dễ chết, mang lên bờ một lúc là nó chết, cho nên là nếu mà bắt chơi thì các bạn bắt một lúc thôi rồi thả nó xuống. Ở đây thì mình còn vớt được một con cá xanh xương nhỏ nữa này. Đấy, cùng vào vợt luôn. Đây, quá trời cái con cá màu xanh xanh. Nó nhảy lên trên mặt nước ấy, cái con cá xanh xanh vừa nãy đây. Bây giờ nó chuyển sang cái màu trong suốt rồi. Đấy. Đây. Rất nhiều những cái con cá đấy. Các bạn thấy không? Cá này mình chưa ăn bao giờ. Rất thích luôn. Đấy, vớt chơi thôi. Con này giả chết nè, đang còn sống mà. Mình mới vớt cho nên là nó không có con nào chết cả. Ok. Mình vẫn tiếp tục đang chờ cho nước rút thêm để mình ra cái vũng nước ngoài kia. Ở đây các bạn bắt được con cá trình này. Mưỡng giờ này, mưỡng giật xuống đây nè. Cho hơn này. Đây, giờ tao nó nha. Được rồi. Một cá nó ra. Một cá nó ra bên này. Làm sao các bạn bắt được vậy? Ở dưới đá. Dạ đúng rồi. Bắt được hai con lồng tim. Tài đấy. Cá trình ở dưới nước mà bắt được là tài đấy.
Đợi cho tớ ngó tí. Đây các bạn vừa mới bắt được con cá trình này. Ồ, con này to đấy các bạn. Đấy. Tài phết nhỉ. Nó ở dưới nước mà bắt được. Cao thủ, cao thủ. Đây bây giờ mình sẽ xuống vũng nước một lần nữa. Lần này mình nghĩ là nước đủ cạn rồi. Ở đây thì mình đã tách cái đèn pin ra. Nãy mình gắn nó dưới cái máy quay ấy. Giờ mình tách ra mình cho nó xuống nước để mình tìm mấy những cái vùng nước sâu. Ở dưới này thì mình thấy có rất là nhiều những cái con cá nhỏ. Vẫn chưa thấy dấu hiệu của mực nang và cá đuối đâu cả. Đèn này là đèn lặn cho nên là nó có thể bỏ xuống nước được. Đây, nó còn có thể phát ra cái màu đỏ. Đấy, màu đỏ hoặc màu xanh. Rất là hay. Đèn này là sử dụng để lặn biển. Đấy. Đèn này nếu mà các bạn muốn mua thì các bạn lên trang web là HT Camera. Mình mua ở trên đấy, giá khoảng tầm 2 triệu, 2 triệu, 2 triệu 2 gì đó. Nhiều bạn thắc mắc mà mình chưa có dịp comment. Đây ông Nam bạn mình, ông ấy bắt được con cá gòng này các bạn. Con này ở Cần Giờ mình có làm clip cho các bạn xem rồi, nhưng mà ở Vũng Tàu thì lần đầu tiên là mình thấy nó ngoài đời đây. Nên là review cho các bạn xem. À, ông này bắt được nhiều cá đẹp thế. Ôi, cá trình nhìn bự rồi. Đây là cái con cá đỏ đỏ này, giống kiểu cá sơn à. Đấy, đẹp không? Đây ông ấy còn bắt được cả bạch tuộc này. Bạch tuộc mini này. Dễ thương không? Con đấy nó nhanh chết lắm. Không có cách nào để mở nó ra. Ồ, cá chim người nhỉ. Cái giống con lớn quá. Đây. Đây giờ các bạn xem. Con này khoảng mấy gram? Con này hả? Con này nó cắn dữ không? Nó cắn con luôn. 70. 70. À, đây 50. 60. 60 cm. Bên đây. Này nó cắn đấy con. Nó vừa cắn con không đâu. Con này là cá gọng hay cá trình nhỉ? Cá trình. Thấy mấy người gọi cá trình nhưng mà ở bên Cần Giờ tôi thấy người ta gọi là cá gọng. Đây. Con này nó sống dạng hang. Đấy, ra Hòn Bà cũng có thể bắt được con này. Rất hay luôn. Đây cho các bạn xem cái phần mặt của nó này. Nó có cái phần mang thở đây. Đấy. Con này xương nhiều. Nhưng mà biết cách nấu thì ăn cũng ngon. Thì nó béo lắm. Thích không? Nó còn sống. Thôi bỏ vào thùng. Đấy, review cho các bạn xem. Là có những cái loài hải sản gì. Này, ông lấy cua luôn đi. Gia đình này ra sau mà bắt nhiều thật chứ. Hôm nay nước nó không xuống sâu. Lấy ra một chút xăng luôn đi. Bỏ ra nó cắt cho bây giờ. Hôm nay nước rút như vậy thôi. Mai chắc nó còn không bằng hôm nay nữa. Con này gọi con gì ăn? Hả? Con này dài. Cá trình hay cá gòng gì đó. À, nhặt con bạch tuộc lên. Là bạch tuộc lên bia. Bắt hết sao? Hồi nãy tôi đi bắt có mấy thanh niên thấy tôi bắt được ít. Họ cũng bắt được ít, họ chút hết vào trong xô tôi lên. Bắt được rồi. Ok. Bố bắt cái con này đi. Cả đó cả gì mà sướng nhỉ? Thôi tiếp tục đi chiến đi. Nó không lấy ốc à? Ốc nhung này. Ừ, có. Ốc nhung đấy. Ôi, vợ đẹp quá. Đây đâu, chắc là bán mua Sài Gòn đây quá. Vừa nãy mua Sài Gòn đó. Thôi đi, tiếp tục di chuyển này. Cho nước vào cho nó sống rồi nó chết đó. Đấy các bạn thấy đông vui không?
Ở đây mình vừa mới vớt được một con cá đục này các bạn. Rất to luôn. Đây, ở trong các cái vũng nước chúng ta còn có thể bắt gặp cá đục. Con cá này rất là quẫy cho nên là mình sẽ mang nó lên bờ nhá. Mình review cho các bạn xem. Trời ơi, chưa bao giờ mình nhìn thấy con cá đục nào mà nó to như thế này. Này, các bạn xem nó phải dài cỡ hơn một găng tay của mình. Cá đục. Đây, hay còn gọi là cá bống đục. Các bạn thấy rằng là nhìn rất là thích luôn. Này, đây, cho các bạn quan sát từng cái chi tiết bộ phận trên người của nó. Thịt cá này rất ngon. Đây là phần vây này. Con cá này thường có một cái đặc điểm đó là nó sẽ chui xuống cát. Các bạn đi ngoài bãi biển các bạn sẽ thấy mấy cái vũng nước nó có rất là nhiều những cái con cá nhỏ nhỏ. Nó chỉ bằng cỡ ngón út thôi. Thì nó là hậu duệ của con cá này. Đấy. Đây. Rất to luôn các bạn. Mình cũng chưa được ăn loài này bao giờ cả. Cho các bạn xem cái miệng của nó này. Miệng của nó rất bé. Cho nên là khi câu thì thường chúng ta sẽ câu bằng mồi trùn và ngắt ra một khúc rất ngắn như thế này. Các bạn thấy thú vị không? Đây mình sẽ cho nó vào vợt và cho nó xuống nước cho nó bơi cho các bạn xem. Con này thường thì nó lặn xuống cát cho nên là rất là khó thấy. Đấy, như con này thì có lẽ là nó bị đau hoặc là nước nó sắp lên ấy, cho nên là nó nổi ở trên cái bề mặt cát, nó nằm như vậy. Này, rất thích luôn. Cá bống đục nhá. Cái vợt của mình nó bị rách một cái lỗ khá là to. Chưa bắt được mực nang cá đuối mà đã rách vợt rồi. Rồi, con này mình sẽ cho nó vào trong cái xô sản phẩm nhé. Con cá này rất to luôn. Rồi, mình lại tiếp tục công việc đi tìm kiếm mực nang và cá đuối. Đây, ở đây mình thấy có anh này đi đục hào này các bạn. Đây là một bác ngư dân chăm chỉ luôn. Đục được rất nhiều hào luôn này các bạn. Đây, cho các bạn xem. Những con hào nó rất là to. Dạ em cảm ơn. Nhiều nhỉ, chừng đấy là được chục cân không? Nặng bá không? Dạ vâng. Siêu quá. Đây, các bạn thấy rằng là trăng đã lên rất là cao rồi. Có lẽ là nước cũng sắp trở đầu rồi các bạn. Hiện tại thì ở Hòn Bà nó còn rất là đông vui. Đây, không những mình đâu, còn rất là nhiều các bạn khác cũng đang bắt hải sản này. Đấy. Hôm nay mình đã có một chuyến đi bắt hải sản không được may mắn lắm. Chủ yếu là đi review ké của người khác thôi. Còn của mình sẽ bắt được có vài con cá. Thậm chí là cái mục tiêu chính đó là bạch tuộc, mực nang và cá đuối thì lại không quay được cho các bạn xem. Hôm trước ra biển thì mình có quay được một cái phân cảnh. Mình có bắt được một con cá đuối với hai con mực nang. Thì bây giờ mình sẽ ghép luôn vào trong video này để cho các bạn xem. Ở đây mình phát hiện ra một con cá đuối này các bạn. Đây, cá đuối này. Hôm nay mình đi Hòn Bà câu cá, nhưng mà mình bị đứt hai con mồi, hết cả mồi cá giả. Mình ra mình lội nước thì mình phát hiện có cá đuối này. Mình sẽ tìm cách bắt nó cho các bạn xem.
ở đây thì mình đã bắt được lên 2 con mực nang và 1 con cá đuối. Đấy, tin vui là như vậy, còn tin buồn thì đây, mình bị nó chích này, sưng cái ngón tay lên rồi các bạn. Mình cầm ở cái phần đầu nhá, nhưng mà không hiểu tại sao nó ngoái cái đuôi lại để nó chích được. Đấy, và bây giờ thì cái ngón tay của mình nó sưng lên, nó đỏ hết rồi này các bạn. Cái cảm giác khi mà bị cá đuối chích nó cực kỳ nhức, phải nói là đau luôn đấy các bạn. Nói chung là cái bàn tay của mình bây giờ nắm rất là khó, đau lan lên đến cái ngực, ngực phải của mình luôn. Nó chích vào tay phải thì nó đau lan lên đến ngực phải luôn. Đây là nó chích sau khoảng tầm 15 phút này là nó bị như này. Không biết là về nhà rồi tối nó sẽ sưng lên như nào nữa. Thì phát biểu cảm nghĩ cho các bạn để các bạn biết rằng là cá đuối chích nó như thế nào. Nó đẻ ra cá đuối con này các bạn. Trời ơi, lần đầu tiên mình nhìn thấy cá đuối nó sinh sản luôn này các bạn. Mình mang nó xuống nước nhá. Đây đây, con cá đuối con này. Đây 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 đây, mình thả nó xuống nhá. Cứu cá đuối con trước. Đây đây, nó sống này các bạn. Wow, hay thiệt. Cá đuối con sinh ra là tự sống luôn. May cho nó đấy. Này, lại đẻ thêm một con nữa này. Đây đây đây, nó đẻ ở dưới này này. Để mình cho con cá đuối mẹ này xuống nước chứ không là nó chết mất. Nãy giờ mình để nó trên bờ cũng khoảng tầm 5 phút rồi. Cho nó xuống nước nhá. Thôi tha cho mẹ con nhà nó luôn các bạn. Cái này mình không dám cầm nó bởi vì là mình rất là sợ nó chích. Đây cầm cái đầu. Đừng chích nữa nhá. Đau lắm. Đây đây đây. Cho nó xuống nước để cho nó sống đã. Đấy, con cá đuối con là nó trôi đi này. Đây, lật con cá đuối mẹ lên cho các bạn xem này. Cẩn thận nhá. Chích đau lắm đấy. Đây, cái mắt của nó này. Chúng ta review xong rồi chúng ta thả nó đi thôi nhá. Mắt của nó này. Đấy. Đây, cái bụng của nó sau khi sinh thì nó bị nhỏ lại rồi. Đấy, các bạn thấy không? Đây, cái đuôi của nó này. Cái đuôi của nó có hai cái gai. Hai cái gai này chính là vũ khí của nó. Mình lựa cái gai nó ra cho các bạn xem để lần sau các bạn có tiếp cận với cá đuối thì các bạn lưu ý. Đây, gai của nó đây nhá. Này, hai cái gai rất là nhọn luôn. Đây là mặt lưng này. Sờ thì cảm giác nó trơn trơn. Cá đuối này thì có cái món lẩu cá đuối này các bạn. Đây, mặt dưới này. Mặt dưới thì đây là cái phần mang của nó này. Chỗ này là để nó hô hấp này. Khi mà chúng ta câu mà đụng phải con cá đuối ấy, thì nó hút rất là chặt. Thì cái bộ phận này nó có tác dụng giống như là cái hút luôn này các bạn. Đấy, cái mồm của nó thì trông nó như thế này. Đấy. Thôi được rồi, mình sẽ thả con cá đuối này đi. Đây. Cái con. Rồi đây, ra đây cho các bạn xem cái con mực này. Đây là con mực nang. Đây, mình bắt được hai con. Nãy bắt lên nó đang còn sống nhá. Đây, mực nang nó rất là tươi. Các bạn nhìn thấy mắt của nó này. Mắt của nó đau quá. Mắt của nó đen đen nháy luôn các bạn. Cái con mực này á, thì nó có cái râu này để nó bắt mồi này các bạn. Đó, bình thường nó co lại vào nhá. Đến khi mà nó chết thì nó thò dài cái râu ra. Nhìn nó rất là hay luôn. Mực này thì khai thác được rồi, mực nang này như thế này là to rồi. Đây còn cái con này nữa này. Đấy, mình bắt được hai con. Thì bắt nó như thế nào? Mình thấy nó nằm ở dưới cát nhá. Nó nằm im như thế này này. Đó, sau đó là mình lấy cái tay mình úp nó xuống. Đây, như con này vẫn đang còn sống này các bạn. Các bạn thấy mình đụng vào nó vẫn còn phản ứng lại này. Đây, không biết là còn thở không. Nhưng mà cái con mực này á, nó rất là nhanh chết luôn. Khi mà mang lên bờ chỉ cần 5 phút thôi là nó ra đi rồi. Rất là tươi luôn các bạn. Tức là khi mà chúng ta ra biển nhá, vào đúng nước rút, đấy, đi kiểm tra kỹ mấy cái vùng nước như thế này thì khả năng là chúng ta vẫn có thể bắt được mực nang giống mình. Hai con này thì mình sẽ mang về mình chế biến một cái món ẩm thực gì đấy.
Bây giờ mình mang cái con cá đuối, mình mang nó ra ngoài biển mình thả. Để trong này là chắc chắn là sẽ bị bắt thôi. Đặt nó lên đây, cầm cẩn thận thôi. Mình không muốn bị trích phát thứ hai đâu. Rồi, đi mang ra biển thả nhá. Đây, mình ra đến biển lớn rồi này các bạn. Ném nó ra xa luôn rồi. Ném nó luôn cho nó bay xa. Rồi đi. Đó, rồi là xong. Giờ thì không ai bắt được nó cả. Đấy các bạn thấy rằng là thành phố lắp một cái dàn đèn này. Rất là sáng luôn. Đây mình sẽ zoom lên cho các bạn xem. Đấy ngoài đấy có rất là nhiều những du khách đang đi dạo này. Đây là cái quảng trường cột cờ nhá. À đây có thanh niên này đang hút tôm tích nữa này. Đấy cho nên là bạn nào đến Vũng Tàu chơi mùa này thì có đèn để chúng ta ra biển rồi. Hiện tại bây giờ là 11 giờ kém rồi. Đấy tức là 10 rưỡi hơn rồi mà vẫn còn rất là nhiều du khách đang đi ngoài biển. Bình thường nếu không có đèn thì có lẽ là mọi người cũng đã về nhà hết rồi. Rồi bây giờ mình đi thu gom đồ nghề nhá. Bây giờ chúng ta di chuyển về thôi. Ở đây thì mình đang ngâm tay vào trong nước ấm. Hồi này mình nói là cái cảm giác nó rất là đau, đau kinh khủng luôn các bạn. Đây, cái tay của mình thì nó vẫn còn sưng. Nhưng mà sau khi mà ngâm vào nước ấm như thế này thì tay của mình đã hết đau. Phải nói là hết đau luôn các bạn. Bây giờ cầm nắm bình thường rồi này. Thì mình có đọc được một bài báo của nước ngoài, họ phiên dịch ra tiếng Việt ấy. Trong đó mình thấy có một cách sơ cứu đơn giản mà chúng ta có thể làm được. Đó là chúng ta ngâm tay vào nước ấm trên 45 độ. Đừng có ngâm vào nước nóng quá nhé, nó sẽ bỏng ra đấy. Như nước này thì nó khá thoải mái. Thì sau khi mà mình nhúng tay vào nước ấm chỉ vài giây thôi thì tay của mình cảm giác hết đau luôn các bạn. Cái này hoàn toàn có cái cơ sở khoa học nhá. Theo họ giải thích ạ, thì nọc độc của cá đuối nó bản chất là protein. Thì khi mà chúng ta ngâm tay vào trong cái nước ấm, nước nóng ấy, thì nó sẽ làm biến đổi chất. Tức là bình thường nó sẽ có thể gây đau, nhưng mà khi nó biến đổi chất rồi thì nó sẽ không còn khả năng gây đau nữa. Mình thấy cái cách ngâm tay vào nước nóng để chữa trị cá đuối chích hay quá, cho nên là mình phải quay thêm một đoạn video phụ cho các bạn xem. Rồi thì ở đây thì mình mang hai con mực về mình đang chế biến này. Đây thì mình luộc thôi các bạn. Rồi các bạn nhớ nhá, ngâm tay vào nước ấm là chúng ta có thể hạn chế được cơn đau, hoặc thậm chí là ngắt luôn cơn đau do cá đuối chích. Một cái kiến thức rất là bổ ích. Rồi, thì bây giờ cũng đã muộn rồi, cho nên là mình xin kết thúc video này tại đây. Hôm sau có dịp nước rút nữa thì mình sẽ cố gắng ra biển và cố gắng bắt bằng được cá đuối và mực nang cho các bạn xem. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.